7 phần kia người ta bỏ ra hàng dạng nhất luôn. Rồi mới hạ xuống thôi, giờ lấy 500 đồng ký để hết giùm đi chứ để đó rồi cũng bỏ chứ không làm gì. Ừ, có nghĩa là 10 phần bỏ hết 7 phần, dạ. Chỉ lấy 3 phần là mua được 1.000 một ký. Nói chung là nếu như trồng trái thanh long này cũng có cái đam mê dữ lắm. Đam mê thì cái hồi mà tới hồi chín là thấy trái thanh long nó đỏ cái mình thấy mình vui lắm. Nên lúc mà có giá đi ra vô thăm vườn hoài luôn. Còn hổm là như không có giá, trời ơi buồn, đi ra đi vô cứ ngó xong rồi đi vô thôi làm không nổi á. À, mến chào cô bác quý anh chị, thì hiện tại Bùi Hồ với lại em Phong Bùi mới vừa xong thực hiện một cái việc kết nối giữa nhà vườn với lại những người cần hỗ trợ. Thì được một chị giấu tên ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh có hỗ trợ cho chị với cái số tiền là 15 triệu để mà để gửi cho Phong để phát cho những cái hoàn cảnh khó khăn. Thì hai anh em cũng xin thay mặt cho chị Xuân cũng như là chị Thoa chân thành cảm ơn chị, tấm lòng hữu tâm của chị, và hai anh em sẽ thực hiện phát thanh long sau. Và bây giờ thì hai anh em sẽ cùng với lại chị Xuân và chị Thoa sẽ thu hoạch những trái thanh long như thế nào nha. Hiện giờ thì mình và anh Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, và từ sáng đến giờ thì có thực hiện một cái đoạn clip livestream trên fanpage của Facebook á. Và ngay tại đó thì tụi mình khá là hồi hộp khi mà lúc đầu livestream gần một tiếng đồng hồ không có ai mua thanh long hết à. Và bây giờ thì cũng đã có người mua, nhưng mà mua chị gái này thì mua để giúp đỡ cho cái vườn thanh long này thôi, chứ không phải là mua để phát tặng. Và số thanh long này sẽ gửi lên trên bếp cơm để phát từ thiện cho bà con. Thì anh Hồ có thể chia sẻ thêm thông tin cho mọi người. Và cái số thanh long này đó thì vào những ngày tiếp đây thì hai anh em sẽ đi phát cơm ở những cái bếp cơm từ thiện cũng như là ở bệnh viện. Và hiện nay thì chị Xuân và chị Thoa đang thu hoạch thanh long. Và mình muốn giới thiệu thêm một điều nữa, đó là về cái hoàn cảnh của chị Xuân ở đây. Thì đây là một người phụ nữ, cô bác của anh chị, một mình người mẹ đơn thân, chăm sóc ba đứa con và trồng một cái vườn thanh long như thế này. Thật ra thì đến đây thì khi mà hai anh em không biết về hoàn cảnh của chị thì khi hiểu rõ ra thêm thì cảm thấy càng thương chị hơn. Khi một mình chị thì phải chăm sóc ba đứa con ăn học nè, và kể cả luôn cái vườn thanh long này, hàng ngày thì chị phải mần cỏ, ngay cả sâu hoặc là châm đèn để cho những cái trái thanh long mà nó có hiện nay nó đã đến vụ thu hoạch như thế này. Nếu như không có nhờ chị ở Sài Gòn cũng như là mọi người hỗ trợ thì chắc có lẽ những trái thanh long này sẽ bỏ đi trong vòng vài ngày nữa. Thì một lần nữa thì cảm ơn chị cũng như là mọi người rất là nhiều. Chị Xuân ơi, chị có thể chia sẻ là tụi em thì thấy chị là một người phụ nữ đó, thì việc mà chăm sóc một cái vườn thanh long này không phải là một việc đơn giản, mà chị lại đảm đang hết mọi việc à, thì đối với chị nó có khó khăn nhiều không chị? Thì khó khăn thì nhiều khi mình còn nặng quá đó, làm nặng quá không có người giúp đỡ thì nhưng mà do cuộc sống này mình phải cố gắng thôi. Nói chung giờ mẹ đơn thân mà về làm nuôi ba đứa con thì cũng không phải là chuyện dễ dàng, nhưng mà chị nghĩ là nếu như mà mình cố gắng thì cũng có thể vượt qua được hết. Trước đây chị là một người phụ nữ nhưng cái việc làm của mình đó nó nhẹ nhàng lắm. Ngay cả đối với bản thân em và em Phong Bụi á, thì quải một cái bình thuốc lên trên mình thì ngoài việc độc hại á, thì nó rất là nặng nề. Đó là những cái công việc của người đàn ông. Thì chị thấy những cái khu vườn khác mà làm gì rồi chị thấy gì thật ra thì ngưỡng mộ lắm, hai anh em ngưỡng mộ lắm. Ở đây nguyên cái như chị Tho thì cũng là cũng tự xịt đó. Dạ. Chồng chị em ở đây chỉ có hai chị em. Chồng chị như chị thì cũng sức khỏe cũng được tốt lắm, cho nên là chị cũng gánh vác nhiều. Phụ nữ ở đây đa số thì cũng làm việc này nhiều, nhưng mà chắc có ít có ai như hai chị em này. Nói chung là chi phí thì bây giờ thanh long giá cả vậy, chi phí nó cao quá đi, rồi mướn người làm thì mình không có đủ chi phí nữa, nó không có còn cái tiền lời nữa, là lấy công làm lời thôi. Giờ thì cũng nhờ vô cái vườn thanh long này mà nuôi con thì thương chứ cái gì cũng phải cố gắng thôi. Giờ nó không biết sao, giờ công việc nào thì cũng có cái cực của nó hết, nhưng mà cũng nói chung là nếu như trồng trái thanh long này cũng có cái đam mê dữ lắm. Đam mê thì cái hồi mà tới hồi chín là thấy trái thanh long nó đỏ cái mình thấy mình vui lắm. Nên lúc mà có giá đi ra vô thăm vườn hoài luôn. Còn hổm là như không có giá, trời ơi buồn, đi ra đi vô cứ ngó xong rồi đi vô thôi làm không nổi á.
Hôm nay thì cái cảm giác mà được chia sẻ như thế này, những cái lúc khó khăn như thế này thì sao chị? Nói chung là mấy nay ngủ không được luôn đó, nó rầu dữ lắm. Nhưng mà bữa nay thì có em tới đây giúp đỡ chị thì rất là vui, rất là không biết nói sao luôn. Nhưng mà trong lòng cũng phấn khởi, nói chung là hai em tới đây giúp được chở chị với chị Tho này là rất là vui. Cảm ơn cái chị Thư gì đó đã giúp đỡ cho hai chị em vượt qua cái lúc khó khăn này. Thì cũng cho cảm ơn chị rất là nhiều luôn. Chia sẻ thêm với mọi người á, là riêng chị Tho là chị Tho là chị gái đang đội nón bên đây nè. Chị mua thanh long mà làm chị bán thanh long vừa rồi, vườn của chị rộng như thế này nè và bán với giá 1,5 triệu thôi, gần như là lỗ cắm họng luôn. Và nãy chị tâm sự với mình là không có tiền để học phí, và tụi mình có livestream trên fanpage á. Có một chị gái ở quận 7 Sài Gòn, chị thấy vậy chị vội lập tức là liên lạc cho nhóm liền với cái việc hỗ trợ giá. Riêng chị Tho thì chị gái quận 7 hỗ trợ cho 2,5 triệu. Cái số tiền 2,5 triệu đó là tương đương với 5 tấn thanh long mà chị Tho vừa mới bán cho thương lái. Mọi người hiểu là 500 đồng một ký thôi, và như vậy là mỗi tấn chỉ có 500 ngàn, mà người ta đã cho 2,5 triệu rồi. Quá mừng hơn anh, 2,5 triệu đổi ra tiền Mỹ thì khoảng hơn 120 đô thôi, mà coi như là khiến cho tinh thần của chị Tho vực dậy, khá là thay đổi. Còn riêng chị Xuân thì được mua tổng cộng là 10 triệu đồng, một cái giá hỗ trợ vẫn lỗ nhưng mà hỗ trợ khá là vui. Niềm vui hiện giờ đối với hai chị không phải là bán ra được cái sản phẩm đó với cái giá là lỗ, mà niềm vui hiện giờ hai chị khá là vui khi mà cái sản phẩm của mình được có người sử dụng, thay vì phải đổ bỏ ở dưới sân vườn, ở dưới gốc cây và đổ bỏ cho những cái động vật ăn. Thì anh Hồ có thể ghi hình thêm cho mọi người xem cái cảnh hai chị thu hoạch như thế nào nha. Lúc đầu thì khi mà bắt chuyện với hai chị thì hai chị đều đẫm nước mắt. Chị Tho, thật ra thì gặp chị Tho với lại chị Xuân á, bản thân của hai anh em á thì cũng cầm lòng không đặng khi mà những cái sản phẩm của mình thu hoạch thì lại bị các thương lái từ chối hết. Chị Tho, em tâm sự chị một xíu á. Khi nãy thì chị bán, chị tâm sự em là chị bán được 3 tấn là chị có 1,5 triệu à, và chị khá là buồn. Còn lúc nãy khi mà nhận cuộc gọi thêm có một chị gái ở Sài Gòn hỗ trợ thêm 2,5 triệu thì tâm trạng chị như thế nào? Nói chung là cũng mừng, cũng trang trải được cho một số tiền cho con nó đi học. Cảm ơn chị đã giúp đỡ cho hai chị em 2,5 triệu thôi. Nước mắt chị vàng rộ luôn rồi kìa. Giờ không biết nói gì luôn. Chia sẻ thật với mọi người thì trước giờ hai anh em thì đi gặp những nhà vườn là những người phụ nữ như là trường hợp của chị Xuân với chị Tho, mà mỗi lần nhắc đến cái việc giá trái thanh long để bán đi thì hai chị hoặc là những chị khác đều vàng dụa nước mắt hết nào không? Đau lắm, làm được trái thanh long ra mừng dữ lắm luôn, mà tự nhiên bán có 500 đồng một ký, đau dữ lắm luôn. Lúc đó thì thương lái họ cân, chị có muốn nhìn cái cây cân của mình không? Cây cân mà ghi số cân á. Không, tự nhiên đang gánh thanh long mà vô thấy người ta mua như vậy mà người ta còn lựa bỏ ra nữa. Hiện tại bây giờ người ta bỏ lại gốc là khoảng 1 tấn, là người ta bỏ cái cắt rồi á là 500 ký ở dưới đất á, còn cỡ 500 ký nằm ở trên dây chưa cắt. Là một công thanh long thì chị thu hoạch được 1 tấn thì thương lái họ mua được bao nhiêu loại một á? Người ta mua xô chỉ có 500 đồng một ký thôi. Còn lựa ra? Lựa ra người ta mua 1,000 một ký, mà người ta giạt dữ lắm. 10 phần người ta chỉ lấy có 2-3 phần thôi, còn 7 phần kia người ta bỏ ra hàng giạt nhất luôn. Rồi mới hạ xuống thôi, giờ lấy 500 đồng ký để hết giùm đi chứ để đó rồi cũng bỏ chứ không làm gì. Có nghĩa là 10 phần bỏ hết 7 phần, dạ. Chỉ lấy 3 phần là mua được 1,000 một ký, dạ. Còn 7 phần còn lại là mua không mua luôn, không. Và mua. Chị phải nhờ thương lái mua với giá hỗ trợ là 500 đồng, dạ. Người ta mà, như vậy mà người ta còn phải giạt ra nữa, dạ. Người ta giạt ra là khoảng 500 ký người ta bỏ lại. Trời ơi, mèo ghê ha. 500 đồng thử hình dung như thế này mọi người. Một cái rổ nhựa như thế này được 7 ký thì 7 ký thì bán ra được 3,000 mấy à? 3,5. 10 cái rổ như thế này 35 ngàn, một tô phở. Mình cách đây 2 ngày trước mang tô phở ở thành phố Tân An, cách đây khoảng 3 cây số, 40 ngàn một tô. Thì em ước tính rằng là một tô phở sẽ bằng là 80 kg thanh long. Còn
công cắt như thế này cực lắm mọi người. Ngay cả hiện nay thì nước mắt của chị Xuân với chị Tho là nước mắt vui. Tại vì thật ra thì trong cái giai đoạn khó khăn như thế này á, khi mà nhận được cái sự hỗ trợ đó thì mừng lắm hả chị? Mừng lắm luôn á. Cái việc cắt thanh long như thế này không dễ thôi nha. Cắt không ấy là nó phạm vô đích này, người ta dạt hết. Dạ. Cắt sai thì người ta cũng loại bỏ ra hả chị? Đúng rồi. Mấy rổ rồi con? Dạ ơi. Dạ. Nhà mấy rổ rồi? À, chị Xuân bên đây thì có gia đình có 3 người. Ồ, có 4 người thì chị nuôi 3 người con phải ăn học. Còn đối với chị Tho thì gia đình có đến 5 người thì 2 người đến độ tuổi lao động là chị với lại chồng của mình và 2 người con và 1 người mẹ. Mẹ 27 mấy tuổi rồi. Như bình thường mình cắt những cái trái này là thương lái họ bỏ không mua, bỏ tại gốc luôn hả chị? Bỏ luôn. Ờ. Như trái nào là được ship vào loại 1 đâu chị Thoa? Loại 1. Dạ. Xin. Em coi cái trái nào vô loại 1. Còn như trái này là không được luôn á hả? Trái này chắc vô cho nên loại 2 à. Vô loại 2 ha. Dạ. À, trái này chỉ có 500 đồng 1 kg thôi. Thì ước chừng là trái này này chỉ có 250 đồng. 250. Trời ơi. Một trái thanh long 3 mùa mà chỉ thu hoạch được 250. Một cây thanh long như thế thì nếu như mà nó triệu quả đó chị thì mình thu hoạch được khoảng bao nhiêu ký trái nha? À, một trụ như thế có thể lấy từ 25 tới 30 trái. 25 đến 30 trái thì nó khoảng 15 ký. 15 ký. À, 15 ký nếu như mà phải chăm sóc phân thuốc rất là nhiều, phân nói chung là phải bỏ phân rất nhiều mới đủ sức cho nó ăn. Còn nếu như mà như hỏi thời kinh tế theo mà giá nghe thanh long xuống rồi kho không đóng cửa không mua thì không có dám bỏ phân vô nữa, cho nên hiện giờ trái thanh long này nó cũng chưa có được gọi là đạt, tại vì đâu có dám đầu tư vô nữa đâu. Thành ra khúc cuối là nghe kho đóng cửa rồi là nhà vườn không có dám đầu tư vô nữa, thành ra hiện giờ trái thanh long thì không được đạt nhiều như là lúc mà còn có giá. Thành ra là nếu như mà nói về hàng một cái vườn này thì bây giờ chỉ là kho cũng không có lấy hàng một nữa, nhưng mà trái tương đương trái thanh long hiện nay tương đương cũng gọi là đẹp đó, nhưng mà chỉ được có 1.000 ký thôi gọi là đẹp. Hàng một là so với mình, nhưng mà đối với thương lái họ mua họ rất là chọn lựa, chứ không phải là cái chuyện đơn giản. Với lại kho bây giờ cũng không có vô hàng một như hồi xưa nữa. Hồi xưa vô thì nó chuẩn vô hàng một, còn bây giờ không vô hàng một nữa, nó chỉ lấy hàng 2, hàng 3 thôi. Bây giờ trái đẹp thì vô hàng 2 cũng rất là hiếm, chỉ lấy hàng 3 là nhiều, cho giá thì phát phé này thôi, nhưng mà thực sự là mua hàng 3, hàng 4 là nhiều. Dạ. Em hiểu được nhà vườn là như thế này. Cái việc mà lấy phân ở cửa hàng vật tư nông nghiệp thì chị lấy mặt hay là lấy tiền mặt hay là lấy thiếu ghi lại cuối mùa? Nói chung là bây giờ thanh long từ hồi mà họ dịch bệnh tới giờ ra số chị lấy thiếu thôi. Tới ngày bán rồi mới trả. Hiện bây giờ là chị vẫn thiếu tiền vật tư là khoảng mười mấy triệu. Không lấy thiếu thì không, nó đơn giản tại vì nó sẽ phát sinh ra tiền lời đúng không chị? Đúng rồi. Thì nếu như một bao thanh long khoảng một bao phân khoảng 1 triệu thì đến 3 tháng thì tiền lời sẽ là bao nhiêu một bao? Nói chung thì vật tư bây giờ người ta cũng có thân cảm đó cho nhà vườn đó, thành ra là người ta chỉ bán dạng như một bao phân 1 triệu thì bây giờ mình mua thiếu thì người ta chỉ ghi lên cho mình thành 1,1 triệu, thì nói chung người ta lấy 10,000 thôi một bao, cao hơn 10,000 một có triệu không trăm mười ngàn thì coi như là người ta lấy tăng hơn 10,000 đến 20,000 chứ không lấy hắc mới nhiều. Vậy hiện nay thì so với cửa hàng vật tư thì chị vẫn đang thiếu mười mấy triệu. Đúng rồi. Thì khi mà nhờ được một chị ở Sài Gòn hỗ trợ thì coi như là nó chỉ mới bù lỗ vào cái phần vật tư thôi. Còn điện thì sao chị? Tiền điện thì nữa nào ngay thì chị cũng chắc góp, như là chị đi mận mướn thêm, chị làm thanh long này rồi chị cũng đi người ta thuê á, vuốt que rồi đó. Dạ. Chị cũng đi rồi chắc góp thêm rồi đang dồn vô đây. Thành ra là nợ chị thanh long thì chị có nghĩa chị tích lũy. Hai anh em xuống đây mà hai chị em mới nó có lấy lại tinh thần, chứ còn coi như là từ ngày mà kho báo đóng cửa là coi như là mất ngủ luôn đó. Chị đã bao nhiêu ngày mất ngủ rồi? Chị từ ngày đó tới nay chắc là gần nửa tháng rồi đó.
rồi coi như là buồn đi ra đi vô coi ngó trái thanh long mình làm công sức mình làm ra mà chuẩn bị đổ bỏ đó. Trời rất là vui, là buồn dữ lắm. Nói bây giờ nói đến cái trái thanh long mà nhắc lại cái những ngày trước đây thì chị Xuân vẫn còn ứa nước mắt đó mọi người. Cô bác quý anh chị có thể thấy rõ một cái đôi mắt mất ngủ của chị vì cái nỗi lo với trái thanh long nè. Và bây giờ hiện nay thì chị vẫn đang cắt để cho giao cho một cây chị ở nhà bè với 200 kg. Không biết là chị hai chị có ăn cơm chưa? Nãy xuống đây thì ăn mì thôi chứ không có ăn cơm. Chưa ăn cơm luôn. Chưa. Buồn quá đâu có ăn uống gì nổi mà sáng giờ nó nào nghe. Sáng có nghe chị Thò với chú Hai nó là đỡ được phòng hỗ trợ kêu gọi đó. Thành ra là mừng lắm, sáng ngày xuống đây sớm lắm rồi xịt thuốc, vừa xịt thuốc vừa chờ luôn. Thành ra là nghe chị Thò nói là có hai người anh em xuống đây để hỗ trợ chị đó, thành ra mừng dữ lắm, nằm chờ. Nằm sáng chờ. Đi ngủ cũng không được mà. Nằm chờ quá trời mà bây giờ thì cái kết quả như giờ có chị hỗ trợ thì là rất là mừng luôn. Mừng dữ lắm. nó làm hỗ trợ thì tiền vốn thì nó bỏ ra nhiều nhưng mà bây giờ mấy chị hỗ trợ như vậy là rất là mừng rồi. Dạ. Chắc có lẽ là chị sẽ nói lời với lại tất cả mạnh thường quân cũng như mọi người đang theo dõi clip này ha chị. Rất là bây giờ cũng không biết nói gì hơn là cảm ơn các mạnh thường quân đã giúp đỡ cho hai chị em. Mong rằng là này để có hỗ trợ như vậy thì cái nguồn động lực cho hai chị em rất là lớn luôn để mà cố gắng hơn trong cuộc sống á. Cảm ơn các mạnh thường quân rất là nhiều. Một lần nữa thì Bùi Hồ cũng như là em Phong Bùi xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người cũng như là một chị Thư ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Và mới thì là một thông tin Bùi Hồ có nắm được đó là một chị ở nhà bè của thành phố Hồ Chí Minh thôi Phong. Dạ. Yeah. Khoảng 2 giờ đồng hồ nữa chị sẽ tới mua 200 kg và hỗ trợ một cái phần nho nhỏ cho hai chị. Trong cái hành trình những ngày qua mình với Bùi Hồ có mặt ở dưới miền Tây khá là nhiều và chứng kiến rất là nhiều nông dân đang rơi vào cái tình cảnh đổ nợ, thậm chí là có người nghỉ quẩn luôn. Hôm nay thì được cứu được cái vườn của chị Xuân và chị Tho thì cũng rất là mừng. Cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều đã quan tâm ạ. Xin chào cô bác quý anh chị ạ. Chúc cô bác quý anh chị sức khỏe.